Mô Phật, bạch sư cho con xin hỏi, hồi sáng giờ con cứ băn khoăn trong người con hoài. Tại vì khi sáng sớm thì tất cả thiền sinh đã được thọ bát quan trai. Thì khi thọ xong thì dùng sáng xong thì con về phòng thì con có thấy một bạn thiền sinh đó xách vali đi ra ngoài. Thì con cứ, con không hiểu tại vì con cũng mới tham gia khóa thiền lần đầu tiên. Thì nếu mà sau cái buổi khóa thiền hôm nay thì mình có được xả giới phải không sư? Và nếu như bạn đó bỏ đi về như vậy mà chưa có được xả giới thì con lại sợ bạn ấy về phạm giới hay là gì đó thì bạn nó có lỗi có tội gì không sư? Một Phật sư mong sư quan hỷ. Khi mà mình phạm giới, mình có một cái lỗi, đó là cái lỗi không có trân trọng giới. Rồi mình, tức là mình đã nhận lãnh cái gì đó rồi, nếu mà mình trân trọng cái đó thì mình sẽ ráng gìn giữ cái đó. Cho nên nếu như mà vị đó về mà vị đó có sự trân trọng đối với giới thì vị đó sẽ tiếp tục duy trì giữ tám giới. Hoặc là vị ấy nhắm mình không giữ được thì vị ấy quyết định là không giữ tám giới nữa, mà quay trở về giữ năm giới. Cho đến khi quý vị trở về nhà thì cũng tương tự như vậy. Nếu như mà quý vị muốn thì hoàn toàn có thể tiếp tục giữ giới ở nhà. Tại vì xin thưa là bây giờ chiều tối về nhà chỉ có thời gian rất là ngắn là mình đã đi ngủ rồi. Cho nên là rất là dễ để mà giữ giới cho tới hết ngày. Thành ra là được khuyến khích ha. Nhưng mà nếu như về nhà mà nhắm mình không có giữ được thì quý vị có thể quyết định là ngưng, không có giữ bát quan trai giới nữa. Thì như vậy quý vị được cái phước của nửa ngày, được phước giữ giới của nửa ngày. Còn nếu mà mình giữ nguyên ngày thì mình được phước giữ giới của một ngày. Còn cái vị mà sáng thọ giới xong xách vali về thì thậm chí là vị đó về quyết định không giữ giới nữa thì mình cũng có cái phước là giữ được một tiếng, thì cũng có phước được một tiếng. Cho nên trong Thanh Tịnh Đạo là có nói là có những trường hợp mà thọ giới trong thời gian nghe pháp, tức là có nhiều vị quyết tâm thọ giới lúc mà mới bắt đầu nghe pháp, xin giới xong rồi nghe pháp xong rồi nghỉ, khỏi giữ giới nữa. Như thế thì nó cũng có phước, tức là mình giữ được bao nhiêu thì phước nó bấy nhiêu. Như là cái buổi đầu tiên á, buổi sáng đầu tiên mà Hòa Thượng có kể về cái hàng mà ngạ quỷ là sáng sướng chiều khổ, hoặc là sáng khổ chiều sướng tối sướng á, thì đó là cái hàng mà giữ giới mà nửa ngày đó. Tức là mình giữ giới, nếu mà ban ngày mình giữ thì mà buổi tối là mình khỏi giữ giới thì mình sẽ sanh vào cái hàng gọi là bán thiên bán quỷ. Tức là sáng thì sướng, tại sáng mình giữ giới mà, thì sáng sướng như tiên, mà tối khổ như quỷ đó, tại tối không giữ giới. Hoặc nếu như mà mình tối mình giữ giới thì tối sẽ sướng như tiên, mà sáng thì khổ như quỷ. Cho nên là mình giữ như thế nào thì mình sẽ hưởng cái quả như thế đó thôi.